Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình đang đứng trước một cái quán, là một cái khu ăn nhậu. Thì cái khu này có tên là Hiromesito, là khu này là vô nói chung là chỉ ăn nhậu thôi. Thì bây giờ mình sẽ vô quay cho mọi người coi thử ở trong đó nó có gì hay, cái gì hấp dẫn ha. Ok, và giờ mình đi thôi. Chị ăn cái gì rồi, chị thích lông đó. Ờ, còn không quỷ thì nữa là hai thằng bay. Chị muốn nhuộm tóc quá nhá. Xuống nhuộm cho. Giờ thì tụi mình mới tới quán này. Người ta đầu tiên người ta sẽ cho tụi mình qua cái này trước. Và cái thằng lâu tay. This American name. Yes. Oh my god. Lấy em cái đó đi. Kiều nè. Kade. Kiều. CCM Philippines. Oh. Your white name? No. It's not. Your friend? Yes. Oh. Nan. Rice? Ay, nan. Hot. Sandy, come on. Very, very welcome. Em ăn cay nhớ, cay dừa dừa thôi nha. Trời. Chung. Cỡ ba thôi. Three. Because my granddaughter planning it to be a Vietnam. Fish. Where in Vietnam? Yeah. Where in Vietnam? Fish, correct? Sakana. Yeah. Ăn cái này nhỉ? Hanoi. Đi em qua ăn đâu? Ok. À, đúng rồi, kêu đó ra để em quay em giới thiệu luôn. My city. Ho Chi Minh City. Yeah. Yeah, I come from city. Kêu đồ ăn rồi, bây giờ chờ đồ ăn ra thì người ta có đem cho mình một ly nước trước. Ly Coca-Cola. À, mời mọi người nha. Before, how many years are I forget the name, maybe around. Mới vô quán luôn, ông nào lão hết lão quên. Service. Lại ngồi. Nói quá trời nói, không biết còn nói cái gì. Mệt quá. Ông này say rồi, xỉn rồi. From America. No. Before. Where in America? Huh? Where? Bây giờ thì tụi mình mới mời được ổng đi. Nói là mời là nhẹ. Thực ra là đuổi. Ráng đuổi lắm. Thì bây giờ đồ ăn tụi mình ra rồi, mình sẽ quay cho mọi người coi thử là cái gì nha. Đây. Đây là của lính của mình, nó kêu. Từ từ bạn, từ từ ăn để mình giới thiệu cái bạn. Nha, này đẹp trai lắm nha mọi người. Nó đẹp trai nha. Ôi mất đáy rồi. Đây, đây là thịt gì ạ? Không phải thịt ngỗng đâu, thịt heo. Ngỗng hả? Để có xíu nữa em khui em thử của nó trước. Có thịt ngỗng nữa. Thì đây là của mình. Là cái bánh này là cái bánh gì ạ? Kia là cái bánh mì nướng thôi, nhưng mà nó là kia là nang, nang là gì? Bánh mì nướng, nói chung là dạy đồ là đồ bên Philippines. Ấn Độ. Ấn Độ hả? À, bên Ấn Độ. Đây là cái tô gì? Đây cũng lần đầu là mình ăn cái quán này thôi. Đây bà chị của mình. Nói hướng dẫn viên ăn uống chứ không phải nói chuyện hướng dẫn viên dẫn mấy quán ăn dở không à. Quay mà mày để em đi ăn bánh không mà chị mình. Mấy bà dẫn đi toàn mấy quán dở không à. Thiệt buồn lắm luôn. À đâu. Thì đây là món, nhìn hai cái tô nó giống nhau, mọi người nghĩ nó giống nhau chứ không? Nhưng không, nó không giống nhau đâu. Cái đây là trong đây nó có cá. Mày mốt tao quýnh mày chết. Ai cho mày mốt lên. Cá đó. Cá. Giống cá ngừ á. Còn mình. Trời, tại sao cá nó nhiều mà gà nó có mấy miếng chút xíu vậy?
mà ức gà nữa chứ. Nhà ăn ức gà chưa ngán, lên đây ăn ức gà nữa. Trời trời ơi. Tội không? Tội đi. Chị cũng chưa ăn món cá lần nào hết. Lát hôm nay chị em mình ăn chung. Con đừng lớn rồi, đừng ăn chung sida chết. Nhập mẹ đi mày. Mình để dụ mà mình đổi được cái hộp cá đi. Cá có vẻ ngon hơn. Mà cá cũng ba cục thì đúng rồi. Bên nói gà nhiều hơn á. Ăn gà đi. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ thưởng thức. À quên giới thiệu. Đây. Đây còn rau nữa nè. Còn rau. Cho được một chén rau đây chắc. Một muỗng là hết rồi. Đừng nói tiếng Nhật ở đây gian. Bên kia đi đâu rồi? Rồi. Đây, và bây giờ xin mời mọi người mình sẽ thưởng thức thử cái món này ra làm sao. Ăn được không? À, mình quên, mình sẽ thưởng thức cái món thịt của đệ mình trước. Nãy giờ mình tính thử nhưng mà chờ nó đi về rồi dám thử với ông xíu về nó chém nữa. Giờ cũng chém à. Giờ chém cũng mất. Đây. Nó chua chua. Thịt thì mềm á nhưng mà nó chua chua. Có giấm mà nó chua. Nói chung là ăn cũng được. Nhưng mà nếu mà so ra mình nấu thì nó ngon hơn chút thôi. Bỡ luôn. Đây là truyền hình thực tế đấy em. Nhưng mà em thì em ngon hơn em đó chứ em đâu nói ngon hơn đâu. Em đang đúng rồi em nói gì đâu. Đúng không? Ngon hơn một chút thôi, chỉ là một chút thôi. Cá đây, cá như cá ngừ thôi. Cà ri đây, ở nhà mình nấu cũng được. Mình thấy lạ là mình thấy cái bánh này lạ nè. Mình sẽ ăn thử cái bánh này. Chưa có này không? Không. Kêu gì không? Không kêu gà nhưng mà chị đổi giùm không rồi. Cái bánh này nó ngọt ngọt mà mềm cũng thơm lắm. Cá thơm hơn gà. Nó như nhau. Cái này nó ngọt hay, cái này chua. Cái này chua. Này ngọt. Thay đổi đi. Được, em thấy cái nào cũng được hết á. Dạ bằng cái. Rồi, không cần rồi. Cũng như vậy thì chấm qua chấm lại đi. Mình người Việt Nam mà. Bắt chước người Nhật. Samba. Ủa gì cho ba cái hả? Samba là số 3. À cây số 3 hả? À mới kêu món này kêu là nó ở đây kêu món là nó có cái cấp độ cây. Cấp độ 10. Việt Nam mình 1 tới 7 thôi. Còn cây 4 hả? Không, nãy nó ghi cây 5 cây 6 nữa kìa. Không, nãy nó ghi cây 1 cây 2 em. Không, cây 3 nó rất là nhẹ. Ba nè, rất là nhẹ luôn. Rồi, thôi được. Cái bà chị mình, bà xin thằng này một miếng rồi bà xin khôn lắm. Bà gấp miếng, bà kêu thôi chị ăn nửa miếng rồi bà lấy nửa cục nạc bỏ lại bỏ mỡ. Chị mình dễ thương lắm mấy bạn. À vậy cũng hên, hai người nó hợp gu. Rất là chị hiểu tính em chị thôi. Hiểu thôi. Hên thôi. Ủa vậy người ta cho cái đĩa với cái muỗng để làm cái gì vậy? Dạ, sáng rồi ăn trong này. Because I want to talk with Vietnam. Everyone is eating. If I finish eating as well. Ông lại mới quay lại nữa kìa. Nhưng không sao, lần này thẳng tay rồi. Méo như nãy nữa. Nãy tụi mình còn ngại, còn hiếu khách. Thì đây là cái menu nha mọi người. Rồi nãy thằng bạn mình nó có kêu cái món này rồi. Đây cái món này. Thì đây cà ri, hồi nãy mình có ăn cái món này rồi. Đâu, chicken đâu ta? Đây, ủa trong đây màu đỏ mà sao nó ra màu vàng hả? Ờ, nó là màu vậy thôi chứ không phải gì đâu. Nãy mình kêu món này với món này rồi. Thì bây giờ mình sẽ kêu thử món mực này. Và cái món thịt ngỗng này hả? Đây có chắc là thịt ngỗng không? Ừ. Và xíu nữa khi nào mà đồ ăn ra thì mình sẽ quay cho mọi người coi thử. Nói okay. Gì vậy? Anh hỏi em đang mới đây mà ăn hết thì sao rồi. Thì cái khu ăn uống này á là một cái khu nói đúng ra thì là khu nhậu nhẹt.
dành cho đa số thì mình thấy trong đây là người nước ngoài nhiều và rất là đông luôn. Thì lần nào mình vô cũng đông kín hết á, nghẹt người. Khu này là cái gần khúc cuối thì nó thưa người xíu nữa, mình sẽ đi dạo trong kia một vòng, mình sẽ quay cho mọi người coi. Nó rất là đông luôn. Đồ ăn trong này cũng ngon. Thì bạn khu này ở tỉnh Cô Chi, gần phố đi bộ tỉnh Cô Chi, thì bạn nào mà có tới tỉnh Cô Chi á thì đi thử cho biết. Thì đây, bây giờ món mà mình chờ đợi nãy giờ chờ cũng gần 15 phút giờ ra đây. Hai món. Đây, hai món. Đây là món mực. Cái đây thì nó không bằng cái sự mong đợi của mình. Mình nghĩ cái dĩa nó to lắm nhưng mà không, như vậy cũng được rồi, không sao. Thì bây giờ mình sẽ ăn thử. Này thịt dĩa không? Thịt ngỗng. Đây nó có cho mình chấm một xíu mayonnaise. Nó cũng bình thường. Nói chung là ăn cũng được. Nhưng mà so ra với cái mức giá gần 1 sen này, ra siêu thị mua con mực về luộc lên chấm mayonnaise ăn ngon hơn. Bây giờ mình sẽ thử món đi. Đây. Món này ngon hơn nhiều. Thịt rất là mềm luôn. Rất là ngon. はい、お会計。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 
Chúng mình ăn tráng miệng nha mọi người. Xíu nữa mình ăn tráng miệng, mình sẽ mua kem. Mình sẽ quay cho mọi người coi. Dắt đi ăn kem, mỗi đứa 100 yên cái tiền. 300 chị. 100 yên, tao dắt tôi ra một kem 100 yên. Kem đó em không ăn. Không ăn thì nhịn. Đây, ít ra cũng như cây kem đây nè. Dở lắm. Ok, bỏ đây ha. Rồi, let's go. Đi ra ngoài. Đi chậm đi. Em không muốn đi gần cái ông đó luôn á. Ông cao quá. Kỳ lắm, máy quay quay mà dơ cao lên kỳ lắm. Dơ cao trúng mặt người ta rồi á. Thì ở đây thì lần nào mình vô cũng như vậy, ban ngày hay ban đêm gì cũng đông, đông nghẹt kín hết vậy á. Rất là nhộn nhịp. Và chỉ có hình như chỉ trong đây người Nhật người ta chỉ thoải mái, người ta được nói chuyện ồn ào, nói chung là rất là tự nhiên. Còn bình thường ở ngoài thì nó có vẻ im lặng hơn. Bạn đặt quán đó rộng rồi, chị có he cái gì? Quán này tụi chị he rồi, quán này với quán này he chứ là đây là mấy ông. Mấy hàng ăn pizza này ngu quá, nó cắm cái bánh pizza là tao tát mấy máy hết được. Mấy hàng ăn pizza này ngu quá, nó lấy chiếc đũa mà nó gắp pizza. Mình tức quá, mình lại mình ăn mình gắp cho đẹp. Rồi, và bây giờ thì tụi mình đã ra xong. Đây, ra tới cửa. Thì bây giờ tụi mình sẽ đi dạo một vòng và kiếm cái gì đó ăn tráng miệng một chút. Thì lát nữa đi có cái gì hay thì mình sẽ quay tiếp cho mọi người coi. Thì đây, đây là cái hang động, tên hang động của nó, Alok.
tên cái động ăn của nó, gọi là cái động ăn đi. Tại mình trong nó như cái động á. Thì bạn nào mà có tới Nhật hay tới tỉnh Cô Chi thì nên ghé một lần cho biết. Cái khu này cũng khá là nổi tiếng ở tỉnh Cô Chi. Ok, chứ đi Cô Chi làm gì, tao đi Osaka, Tokyo cho sướng, đừng đi Cô Chi. Không, nhiều khi trên Osaka với Tokyo đâu có cái đó đâu. Nó có cái bự hơn không à, cái nhỏ nhỏ giờ không có đâu. Đúng rồi. Thế là 4:30 là có đây mất hơn. Bây giờ thì tụi mình đi dạo một vòng. Đi ra kia đi dạo một vòng, quay lại thì cái chỗ mình mới nhậu là từ kia. Đi thì cũng mất gần 10 phút, đi một vòng thì cuối cùng quay lại chỗ nhậu cách đây chắc cũng mấy bước à. Bây giờ bắt đầu mình vô một quán kem mà giờ chọn kem. Mình đã kêu 3 món như vậy. Đây, đâu rồi? Đây, mình đã kêu cái món này. Và bà chị mình đã kêu cái món này. Nhưng mà thực ra thì chị mình hơi buồn xíu. Và lính mình nó kêu cái món này. Để đây. Thì đây. Đây là cái ly kem mà ly kem này thì nó không giống lắm nhưng mà nó cũng được. Thì thôi ăn được rồi đó, đừng buồn nữa. Đây là cái kem của mình. Đó, nhìn rất là hấp dẫn. Ồ, nhìn hấp dẫn ha. Đây, món của lính mình nè. Có miếng kem mấy bên nữa nè. Còn ăn của vua, của chị. Bây giờ mình sẽ mọi người. Cái này ăn được luôn nha mọi người. Mọi người cứ ô thì. Cái này ăn ngon lắm. Đúng rồi, cái bánh này ở đây ngon. Cái này cũng ăn được nha mọi người. Xíu rồi ăn luôn cái đó cho mọi người coi. Cái này cũng ăn được mọi người. Cái này cũng ăn được rồi. Cái game này bình thường mọi người mua ngày kia có 300 yên à. Bữa nay vô hôm nay ngồi á, ta gác lên đây, ta lấy 500 yên. Lấy hồi qua ăn này thối tiền lại. Nếu anh chị tôi và ăn được luôn cái cây này, người ta sẽ cho bà 2 sen luôn. Làm ra 2 sen không đủ, người ta cho thêm. Là tới tội quá. Bao trọng nói. Y răng bị rớt rồi mọi người. Anh gấp răng. Trời ơi, mới nghe bài đây tưởng bài rap nha. Lấy cái bánh. Ô hồ, là hồ. Ô cô ơi, cô còn đi lấy chồng. Ô nè, ăn theo kiểu không trôi son. Nhờ, biết lo không? Ăn như kỹ. Ăn lại này. Tao phải dây dày đó. Nè lại này. Lại này, ăn lại một lần nữa này. Giờ tụi mình đã ăn xong. Giờ tính tiền. Ra đi về. Thì hồi nãy tụi mình ăn là 6.2 sen. Và bây giờ 1.5 sen nữa là 7.7 sen. Thì trong một buổi tối đi dạo mát thôi là đi 7.7 sen là gần 1.5 triệu ở Việt Nam đó. Chưa tính tiền tàu. Ừ, đó là chưa tính tiền tàu. Nếu tính tiền tàu nữa thì cũng tròn 2 triệu. Chị về luôn nha, hai đứa đi đường này đây. Ok, bye bye chị. Bye bye. Về cẩn thận nha. Thì như vậy là kết thúc cái buổi đi ăn trong cái động ăn. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip của mình. Và nhớ đăng ký để biết thêm nhiều cái điểm thú vị ở Nhật Bản. Cảm ơn mọi người, bye bye.